Tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, với con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén, người tuổi Mậu Thân có thể sẽ dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Cũng bởi tấm lòng lương thiện, nhân hậu mà họ gặp được nhiều may mắn. Mỗi lúc khó khăn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Tuổi Mậu Thân rất thích học hỏi, khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống và luôn bị hút hồn bởi những thứ độc đáo, kỳ lạ. Bởi vậy, họ ít duy trì thói quen nào lâu dài, cũng ít kiên nhẫn với công việc của mình. Khi gặp chút rắc rối, trở ngại, tuổi Mậu Thân có xu hướng bỏ cuộc, thay đổi đường đi của mình. Bước sang năm 2021, tuổi Mậu Thân có vận thế nửa cát, nửa hung, vừa có cơ duyên, vừa có hung hiểm. Bởi trong mệnh của con giáp xuất hiện số lượng hung tinh và cát tinh ngang nhau. Bên cạnh niềm vui, hạnh phúc sẽ đi kèm với những bất hạnh đau khổ. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Mậu Thân có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi và không bỏ qua bất kỳ thông tin hữu ích nào. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mậu Thân thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là Tân Sửu, tuổi Mậu Thân không tạo ra tác dụng đặc biệt với Thái Tuế, nhưng làm sinh ra sao kiếp tài và mộ khố, vì thế tâm trạng thường xuyên bị đè nén. Tuổi này nên nghỉ ngơi nhiều hơn để lấy lại sức hoặc tìm đến những trò chơi mang tính giải trí thư giãn. Trong sự nghiệp, ý chí tiến thủ của họ không mạnh mẽ, cơ hội có thể bị người khác cướp mất hoặc vì anh em họ hàng mà bị chiếm lấy lợi ích. Được cái Thái Tuế tác hợp tạo ra sao Thiên Hỷ là một cát tinh của đào hoa nên trong chuyện tình cảm sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Trong năm 2021, nam mạng Mậu Thân có vận thế nửa cát, nửa hung, vừa có cơ duyên, vừa có hung hiểm. Bởi trong mệnh của bạn xuất hiện số lượng hung tinh và cát tinh ngang nhau, nên niềm vui, hạnh phúc sẽ đi kèm với những bất hạnh, đau khổ. Quan trọng là người này biết nắm bắt lấy thời cơ thích hợp để tạo động lực vượt qua thử thách gian nan. Như vậy, vận khí sẽ tốt lên. Vận thế của nữ mạng Mậu Thân cũng khá tốt, trong công việc có chút khó khăn, chỉ cần mạnh dạn xử lý dứt khoát là ổn. Tình cảm vợ chồng khá là hạnh phúc, con cái đã thành gia lập nghiệp, bản mệnh sẽ có nhiều thời gian dành cho bạn đời. Lưu ý, nữ mạng tuổi này không nên đặt nhiều tiền mặt ở trong nhà để tránh kẻ gian ăn trộm. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Mậu Thân sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Mậu Thân qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Tuổi 1968, năm 2021 gặp sao kiếp tài hóa ấn, sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên cần tự thân tranh thủ cơ hội chứ không nên lười biếng ỷ lại. Dù trong năm nay bạn gặp không ít xui xẻo nhưng nhờ cát tinh hỗ trợ mà công việc cũng có rất nhiều thời cơ để phát triển. Mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ cần nam mệnh tuổi Mậu Thân cố gắng làm việc thì cuối năm sẽ có khả năng thăng chức, tăng lương, đạt được vị trí như mong muốn. Lưu ý ở giữa năm còn có thể có kẻ tiểu nhân ngáng chân nên làm cho tiến trình công việc tiến triển chậm. Người này nên khiêm nhường, kiên định làm việc, tránh gây sự chú ý của kẻ khác.
Còn tuổi Mậu Thân nữ nhờ thái độ làm việc đoan chính, tích cực nên có thể hoàn thành được nhiều nhiệm vụ, được chọn vào một vị trí tốt hơn trong đoàn thể. Họ có ý chí tiến thủ mạnh, lại giỏi quan hệ xã giao nên không gây thù chuốc oán với người khác, giúp cho sự nghiệp càng thêm suôn sẻ. Năm 2021 chính là một năm trọng yếu để bản mệnh có thể phát triển lên. Để có thể tận dụng vận may, đổi vận hiếm ở độ tuổi trung niên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi năm 1968. Về mặt tài lộc, nam mạng Mậu Thân về mặt tài vận sẽ có thu nhập khá ổn định. Nhưng vì bây giờ vật giá tăng cao, tuổi Thân có tiếng chi tiêu như nước nên để bảo vệ vận tiền tài, bản mệnh không nên đổi việc. Mặt khác, hung tinh Thiên Ách ảnh hưởng, người này sẽ bị lừa khiến việc đầu tư bị thất bại, tiền vốn bị lỗ nghiêm trọng. Bởi vậy mà tài vận của tuổi Mậu Thân trong năm nay sẽ rất căng thẳng, thậm chí là thu không đủ chi. Nữ mạng về mặt tài lộc lại kém hơn, trong năm bản mệnh gặp phải kiếp tài. Kiếp tài là sao chủ về cướp bóc, mất mát tiền bạc. Bên cạnh đó, cùng thái tuế chính ấn tương sinh, tuổi Thân năm nay sẽ bị mất cơ hội làm ăn vào tay người khác. Mặc dù vậy, nhìn chung vận tiền tài của người này vốn sẽ tốt hơn. Họ vốn có yêu cầu cao về mặt vật chất, năng lực kiếm tiền rất tốt nên thu nhập về tay không ít. Ngoài vận chính tài thì thiên tài của người này cũng vô cùng may mắn, sẽ thắng trong các trò chơi may rủi. Mặc dù vậy, bản mệnh cũng nên tránh dồn quá nhiều tiền bạc, sức lực vào trò này, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến túi tiền. Lưu ý, không nên cho người thân hoặc bạn bè vay nhiều tiền nếu không có lý do thật chính đáng, nếu không e sẽ khó thu hồi lại về tay. Để có thể kích hoạt tài lộc, tăng may mắn và tạo ra nhiều cơ hội thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp và con đường phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tình cảm, tuổi Mậu Thân năm 2021 có thái tuế là Thiên Hỷ Đào Hoa. Bản mệnh có thể gặp chuyện vui như con cái kết hôn hoặc yêu được người tốt, nhưng không nên quá nóng vội, nếu không sẽ nảy sinh khắc khẩu, tranh cãi, khó lòng bao dung. Vận thế của tuổi Mậu Thân nam mạng có sao Tử Vi cung chiếu mệnh, đại lợi cho tình cảm hôn nhân, muôn màu muôn vẻ. Người này sẽ hòa hợp ổn định với bạn đời hơn tất thảy. Còn đối với những người đã mất vợ, mất chồng thì sẽ có một cơ hội gặp gỡ, thu hút người khác phái. Nữ mạng tuổi này cũng có vận thế tình duyên của bản thân khá tốt, tình cảm với chồng thêm ấm áp chan hòa, con cái sẽ tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, khiến cho bản mệnh đỡ phiền lòng. Sau đó, đỡ được một mối lo, cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn, chỉ cần phải chăm sóc mình với chồng là được. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Để có thể kích hoạt tình duyên trong năm, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ tăng vận đào hoa của bạn trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ sớm thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, tuổi năm 1968 sẽ sinh ra sao Mộ Khố, gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Người này nên dành thời gian chăm sóc cho bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngoài ra, nhìn chung vận thế của người này khá chắc chắn. Dù hung tinh cũng không ít, nhưng chỉ cần để ý đề phòng tránh sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Nếu gặp vấn đề thì nên đi khám ngay lập tức, tránh bệnh cũ tái phát mà hại đến tính mệnh. Nhìn chung, về mặt tâm trạng, bản mệnh khá lạc quan vui vẻ. Ở độ tuổi này, phụ nữ thường xuyên tập gym, chạy bộ hoặc yoga để tinh thần rất tốt. Người này chỉ cần chú trọng vào ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ đảm bảo được sức khỏe tốt cả năm. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng có quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ,
thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Sao chiếu mệnh. Thứ nhất, về nam tuổi Mậu Thân. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Mậu Thân, nam mạng là Mộc Đức, một phước tinh thuộc hành Mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều mang lại may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ có quý nhân trợ mệnh, có thể gặp được người tốt, chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh hoặc trong năm có bạn bè mới, công việc bình an, sinh tài, sinh lợi. Tuy nhiên, sao Mộc Đức chiếu mệnh bạn không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó khăn thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Thứ hai, về nữ tuổi Mậu Thân. Sao chiếu mệnh của tuổi Mậu Thân, nữ mạng là Thủy Diệu hay còn được gọi là Thủy Tinh, là một phước lộc tinh thuộc cửu diệu. Nếu ai được chiếu mệnh thì đó sẽ là điều may mắn, chủ về tài lộc hỷ, sau này rất hợp với người mệnh mộc và mệnh kim. Nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Ảnh hưởng của sao Thủy Diệu đến cuộc sống điển hình như sự nghiệp sẽ thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả. Tiền bạc, tài sản ùn ùn kéo đến. Ngoài ra, khi gặp sao Thủy Diệu, bạn không nên đi sông, đi biển. Bạn không nên đi sông biển, đi xa, tránh qua sông, qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi, đàm tiếu, đặc biệt kỵ tháng 4 và tháng 8. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.